Có bao nhiêu đăng ký kênh cho em nha. Hình như có 8 tỷ, em sẽ cho nó ra đảo ngay bây giờ. Ok, nice. Đôi hai mặt to. Ok, nếu 8 tỷ em sẽ cho nó bay ngay bây giờ luôn các bác nha. Ok rồi, đôi ba quá xịn, đôi ca. Ra nào, có tứ không? Ra nào, có tứ không? Ok, chạy rồi. Ôi, xin lỗi các bác nhà, thằng đấy nó cóng quá nó chạy rồi. 3, 4, 6. Ok. Ok, thằng này ra đảo đến nơi rồi các bác ạ. Nào. Ôi, đây là 3 sao. Chúc mừng. Hướng các bạn, bắt đầu. Ôi, chạy rồi. Thầy cống quá. Trời ơi, bài xấu quá các bạn. Đôi 4, đôi 6. Bỏ lượt. Đôi hát luôn. 3 lá. Lấy cái gì mà bắt chữ ca dần này. Để lại con 2 khả năng là sẽ giành chiến thắng các bạn. Rồi, ok. Cóc đi. Đôi này có, chả có cóc. Nào. Oh yeah. What the fuck.
Rồi, đã chạy cho mà xem các bạn. Rồi, quay lại đi. Nào, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Sao nó cứ thua một phát là nó lại chạy. Ok, ba khả năng em đứt các bạn. Thôi rồi, bỏ lượt. Đôi 5, đôi 10, còn đôi không bỏ. Ui sợ đưa. Thôi về đi, về đi, về đi. Ui sợ, nó quá mạnh các bạn ơi. Rồi 80 củ. Rồi, ván tới em sẽ bắt nó các bạn. Ô đa đu, bài quá đẹp luôn. Em tiễn nó về đảo đây. Nào, có đuôi không? Ôi quá đẹp, khớp nhau luôn. Còn hai không? Nào, bỏ nào, tới trắng. Ô xe ba đuôi thông, cọc con bà. Rồi ok, con nát hai đâu nào, có hai ba thông ra đi. Ôi giời, nó không có gì các bác ơi. Ba sao. Ôi, ba chẳng mất. Hay là nhìn hai thứ. Nó chạy bây giờ. Chạy đi, chạy đi. Ôi, chạy thật. Chạy nó đi nha. Bài này thì khó khăn rồi. Thôi rồi. Bài này thì khó khăn cho em rồi các bạn. Ôi nó quá mạnh. Ba lá về đi. Rồi. Oh yeah, chúc mừng. Bọn trẻ trâu hay cõng lắm các bạn. Nào, trời trắng nào. 789 bài gì quy đôi gì. Trời ơi, bài gì thế này. Con nào. Con không. Năm lá kìa. Ôi em sai lầm rồi, đúng không phải là 8-9-10 dưới quý. Sai lầm, sai lầm. Ơ, nó mất mạng à? Ôi xe, mất mạng đi, thôi 3-2 nào. Mất mạng các bạn ạ. Nó đang mất mạng. Nào, tiếp tục nào, mất mạng đi. Ui, trời ơi. Nó mất mạng. Nó vẫn mất mạng các bạn. Ôi xe, nó chạy được hai cơ rồi các bạn ơi. Nào, nào, bỏ. Ôi xe. Hai sao. Trời ơi, các bạn. Tiếp tục nào, tiếp tục em đưa thằng này ra đảo nha các bạn nha. Đúng sao, quán này mà thằng này quá là đỉnh luôn các bạn. Trời ơi, đánh kiểu gì đây? Có con ba đây các bác. Ô, mạnh dữ. Thôi xong, đừng có nói là tư quý nha. Nó chết em rồi các bác ơi. Bảy trăm chín. Rồi, quá xịn các bạn. Nào, bắt em hộ cái.
những cái gì mà bắt nào nào bỏ đi em bốn sao nó chạy được các bác ơi. Một tí. Em sẽ tiến nó ra đảo. Nào, 3, 4, 5. Xong rồi các bạn ơi, chính mày gì? Ô gì à, gì quý bác? Mày có bắt được trắng nó không? Nào, 3 sao? Ô gì à, quá xịn, mày có bắt trắng không? Mày có ăn thử lượt được nào các bạn? Tiếp tục nào. Ôi, lại chạy rồi. Em tiếp tục nha các bác. Thằng cháu này mê quên lên để em tiến nó vào chơi nha. Em muốn là... Bảy rơi. Thằng mẹ. Sao không được vậy? Rồi, thằng cháu này về quê rồi các bác ơi. Đây có bắt được trắng nó không? Ăn trắng nào, một sao nào. Ok, có tứ không? Trời ơi. Thánh họ. Chút nữa thôi là em đã bắt được ba đi thằng này rồi. Trời ơi, em thằng quá các bác ạ. Em quá tham. Không thì nó chết đuối đời rồi các bạn. Nào, lấy cái gì mà bắt cóc hai sớm thế. Cóc con 10 nào. Còn không. Còn không. Về 8 đi các bác. Rồi. Điều em có đứt không? Ôi không, đằng này em cũng đi các bạn ơi. Cái gì vậy? What the fuck? Trời ơi. Ba sao? Ván này em có thắng nó không? Trời ơi, ba đuôi thông. Mình xin chứ mình không cướp. Nào, 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 cóc đi. Con chó này. Trời ơi, sao nó mạnh dữ. Đừng nói em thối nha. Trời ơi, what the fuck, 1.8 của em. What the fuck, cái gì vậy? Trời. Không đã nói rồi các bác ơi. Nó hên thế à? Rồi. What the fuck? Truy bắt được không? Ôi không. What the fuck? Ba sao em tiến thằng này giảm nhé các bạn. Sao mày tính mở? Trời ơi. Bài mình sẽ đánh chia các bác. 6, 7, 8. Cái chính rồi. Rồi. 2 dish. Thánh họ cái gì vậy? Không đã nổi rồi các bác ơi. Thằng nó đỏ quá. Trời ơi. Em đi rồi các bác ơi.
Có một tiểu em đã ra đi. Em sẽ tiến hành chẳng nhẽ không thắng được nó phát nào. Cái gì vậy? Bài gì đây? What the fuck? Giờ có về không có bác? Bài kiểu gì vậy? Nào. Cái gì vậy? Xin người cho. Nó bỏ đi, xin người rồi, rồi ok. Em phải đặt chiếc con chó này các bạn. Nó cắn em ghê quá. Nào, tới trắng đi. 456. Rồi. 90 gì này. 90 gì vừa lẻ con 10 các bạn ơi, không tới được rồi. Con 10 đi. Bỏ được đi. Ai sao bài này em đứt rồi. Rồi. Sao phức nhập vậy? Ok, có 2 không? Tuyệt vời. Khớp nhạc rồi, thằng này đánh được. Tới trắng nào các bác. Trời ơi, cái gì vậy? What the fuck, bài em làm sao đây? Có cái người bỏ. Rồi. Có hàng. Thôi có hàng thì phải chịu thôi các bác ơi. Nào. Nó bắt thì phải chịu thôi. Bỏ rồi, ok, em về rồi các bác ơi. Nó đã không rồi. Ok. Rồi 3 sao quá. Thì 4 thằng này. Thế mạng này phải giết nó. Em cho nó là bảo 4 sao. Nào về không? Ôi xin lỗi. Đó quá đen. Cóc. Cóc đây các bác ơi. Cái gì vậy? Bỏ lượt. Xin lỗi đời quá đen nha bạn. Có tiếng không? Nào, có tiếng không? Bốn sao. Nào còn không, còn nhớ gì không? Bốn sao tiếp rồi, ôi ghê quá các bác ơi. Qua thằng 6. Qua 9. Cóc thằng 3. Còn nhớ gì không? Trời ơi. Còn không, có 2 không? Rồi, đừng quy cát nha. Rồi, quá xịn. Ok. Rồi, có đem cho thằng chó các bạn. Đến sao. Rồi, 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 tiếp tục chiến đấu nào các bạn ơi. Em quyết tâm đưa thằng chó này ra đảo các bạn. Ôi, bắt đi thông của what the fuck, sao nó lẻ vậy? Sao lẻ vậy các bác ơi? Không đã nổi rồi, cái gì vậy? Bỏ lượt. Tiến đi, bài này không hy vọng được các bác ạ. Nào. Cóc đi các bác ơi. Tiến thằng này ra đám nào. Ôi giời, nó bỏ lượt các bác ơi. May quá, tí thì em dính đòn với nó. Rồi. Còn gì không? Còn cái nhớt gì không? Hay sao? Ôi dồi ôi. Làm phát ra bót nữa đó nhỉ.
Thằng này em phải diễn là đảo. Nó vẫn cứ thủ 3 sao. Tây trắng là các bác ơi. Trời ơi, cái gì vậy, what the fuck. Cóc đi các bác, vài nhà cóc, cóc không. Cho nó con vải đi. Tiếp nè. Hai. Còn hai không vậy. Trời ơi, em ngu người rồi. Còn không. Hay rồi ra đi. Trời ơi. Ôi dìa yeah. Tiếp này. Quá đẹp. Còn không. Yeah, ba sao. Mày phải tiếp rồi. Tiến thân này ra bảo nó có bác 3 sao tiếp kìa. Cóc ngoe nó. Trời ơi, cái gì vậy. Khớp nhạc, khớp nhạc, khớp nhạc các bác ơi. Em tiến thằng này ra đảo nha. Rồi, bỏ đi. Lấy cái gì mà bắt thằng này đôi hai không. Ôi oh yeah. Quá xịn, khớp nhạc vậy. Nó cần đi ra đảo cho các bác. Tỷ tư. Nào, để em tiến đi ba sao. Quá xịn. Cái gì vậy, bắt đâu. Fuck, bài gì đây? Cái gì vậy? Sao lại thế này? Bỏ đi các bác. Mất mạng, đừng nói mất mạng nhé. Now what the fuck? Bỏ đi, làm gì còn nó bắt. Tê ác không? Mất mạng à. Mất mạng thì về đi. Ôi trời ơi, what the fuck. Sao lại còn 2 giờ dần này. Trời ơi, em đã hùng nổi rồi các bác ơi. Trời ơi, mất mạng. Không đã được các bạn. Nào, em đến là ra đắng này. Trời, 3 sao, tay trắng nào. Tới ba đi thông kìa. Khó khăn đấy các bạn. 8 cơ. Nào. Nhỏ thôi để đi con 9 nha. What the fuck. Cái gì vậy. Ra đi. Ôi trời. Quá khớp nhạc luôn các bạn. What the fuck. Rồi, về đi. Rồi, quá xịn. Rồi, quá nhiều hại luôn. Trả lại, trời ơi. Nhưng hòa các bác ơi. Bài nó mạnh quá, 3 con 2 thì em đã làm sao nổi. Đánh họ nhỉ nó. Tiếp tục nào, tìm đưa thằng nó ra đảo. Tới. Cái gì vậy, what the fuck. Trời. Phải đi. Cái gì vậy. 1 tỷ của em. Đi. What the fuck. Cái gì vậy. 1 tỷ 8 đã ra đi. What the fuck. Cái gì vậy? Tới đi. Thôi rồi. Em đã không nổi ra các bác ơi. Nào. Trời. Đi.
Hay đâu, tạm ổn các bạn. Khớp nhạc vậy. Nào, nào. Còn không? Còn không? Còn không? Còn không hay tôi ra đi nào? Nào, nào. What the fuck, vẫn chỉ ba sao, tới trắng đi. What the fuck, cái bài gì vậy? Rồi, bản em về bình thường các bạn. Thằng cháu này chết chắc rồi. Oh yeah. Cái gì vậy, lấy gì ra một đã. Nào. Còn hay không? Oh yeah. Chết đi. Nào, em tiến thằng cháu này ra đảo nha các bạn. Cái gì vậy, what the fuck. 456. Bốn năm sáu này, 6, 7, 8. Nào em đánh thế này vậy các bạn. Và thằng này nó thủ cái gì vậy mà nó bỏ lượt suốt thế, kiểu gì em cũng về. Ra đi có hàng, ra đi nào, có hàng ra đi. Cái gì vậy, what the fuck, sao bài nó tròn vậy. Không đã được các bạn. Bài nó tròn quá, em không làm gì được. Em xác định rồi. Còn không? Mưa nào mà chẳng có cóc. Còn hàng không? Ra đi. Nào. Có. What? Còn không? 19. Trời ơi, em đứt rồi các bạn ơi. Còn không? Bỏ. Ôi tuyệt vời, hai sao. Oh yeah. Em vẫn đang thất bát quá. Em nhất định phải cho thằng này vào. Trời ơi, cái gì vậy? Bài này thì bốc mắm rồi. Cóc đi các bác. Rồi, khớp nhạc nhỏ thôi. Đó. Cái gì vậy? Bỏ thật à? Ôi, có hàng không? Tuyệt vời. Cảm ơn gì các bạn. Nào. Sao lại vẫn hay sao thế? Khớp nhà này 10 chữ quy nào các bạn ơi. Có hàng không? Rồi. Đôi 5. Trời ơi, đôi. Con 2 liệu này có về được không? Rồi, tuyệt vời, còn ra đi, cóc đi, tuyệt vời, hay sao. Hôm nay em quyết tâm cho thằng cháu này ra đảo bạn. Tuyệt vời, một sao, sao cùi bắp vậy. Còn cái nhớt gì không? Bỏ đi còn gì nữa. Tiếp tục không? Còn nhớ gì không? Cái gì vậy? What the f...
Về đi, về đi, về đi. Thôi hai, trời ơi, what the fuck. Em kết thúc clip tại đây nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em nha. Chào các bạn.